Phong âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý khách hàng trong clip của buổi tối ngày hôm nay. Một clip thông báo hàng về vẫn là những chiếc máy hút ẩm về với cửa hàng. Và trong ngày hôm nay thì chính thức cũng đã cháy hàng rồi. Thì đây là những chiếc máy hút ẩm về trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và cửa hàng cũng đã lên những số để thông báo cho quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc được biết. Và những vị khách hàng có nhu cầu mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì có rất nhiều những sản phẩm hàng audio và những sản phẩm như những chiếc quạt là hàng cao cấp, là hàng siêu tầm và những chiếc đài cũng vậy, bên cửa hàng thì có rất nhiều. Vâng, trong những ngày gần đây thì những chiếc máy hút ẩm lại được lên ngôi. Thì những chiếc máy hút ẩm thì rất tốt cho gia đình quý khách hàng và những chiếc máy nọc khí cũng vậy. Vâng, bên cửa hàng thì chỉ còn duy nhất 4 chiếc máy nọc khí và có mã 69, 94, 66 và 51. Những chiếc máy này là của hãng Sharp và Daikin. Thì có 2 chiếc Daikin là 94 và 66. 51 và 69 là 2 chiếc máy của hãng Sharp, rất là tốt cho quý khách hàng. Khi quý khách hàng sử dụng những thiết bị như thế này thì rất tốt cho sức khỏe của người già hoặc những trẻ nhỏ trong gia đình mình. Và những chiếc máy hút ẩm, những chiếc máy nọc khí bù ẩm này sẽ làm cho không gian của chúng ta khô thoáng, sạch sẽ hơn rất nhiều. Vâng, bên Nhật thì họ cũng đã sử dụng những sản phẩm này rất là nhiều năm rồi. Những sản phẩm audio là hàng Nhật về với cửa hàng thì quý khách hàng đã biết những thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi đấy. Rất là đẹp và rất mới luôn. Khi chúng ta sử dụng tại Việt Nam mà không có những chiếc máy hút ẩm này thì những sản phẩm audio xuống cấp rất là nhanh. Thì bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh trong thời gian vừa qua cũng đã sử dụng những chiếc máy hút ẩm. Thì tất cả những sản phẩm audio bên cửa hàng đều không bị ẩm mốc. Chính xác là không bị ẩm mốc. Như mỗi năm thì không có những chiếc máy hút ẩm về với cửa hàng thì ngoài Tết, ngoài riêng này thì những sản phẩm phải lau chùi, hầu như ngày nào cũng phải lau chùi. Bởi vì thời tiết ẩm thấp sẽ bị mốc gỗ. Nhưng thời gian vừa qua thì chính thức ngoài Tết này, cửa hàng đã bật liên tục những chiếc máy bên cửa hàng thì rất là khô thoáng luôn. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết những modem về trong ngày hôm nay cho quý khách hàng cảm nhận vẻ đẹp của sản phẩm và quý khách hàng có thể sở hữu một trong số những thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, bên cửa hàng thì vẫn có chiếc đầu tách 25XS còn nguyên thùng hộp, cửa hàng chưa có bóc luôn. Bởi vì bên cửa hàng đang có 4 chiếc máy tách 25XS, 3 chiếc không thùng. Vâng, về với cửa hàng ngày hôm nay thì có 4 chiếc hút ẩm, 2 chiếc của Sharp và 1 chiếc của Hitachi, 1 chiếc của Mitsu. 2 chiếc của Sharp là mang mã số 188 và 189 này. Cửa hàng cũng đã trưng bày ra trước mắt quý vị và các bạn đây rồi. 2 chiếc máy này thì có mức tiền tầm trung nhưng lại đa thể loại. Sử dụng được đa thể loại như mùa nóng thì quý khách hàng có thể bật mát và mùa đông quý khách hàng có thể bật nóng để làm ấm không gian của mình vào mùa đông. Khi cửa hàng mới bóc hàng ra và cũng đã test thử một chiếc 189 và nước tại thời điểm này cũng đã đầy rồi. Và bật lắc nóng lên thì không gian của audio ngày hôm nay rất là nóng. Khi những vị khách hàng bước vào trong phòng thì cửa hàng bật những chiếc máy này thì so với nhiệt độ ngoài trời thì trong nhà rất là ấm luôn. Một chiếc 188, 189 đều có dung tích hút là 10 nít trên một ngày. Và hai chiếc máy này thì còn rất mới và đẹp như một chiếc vali luôn. Và cửa hàng cũng đã test thử một chiếc 189 rồi, rất là ok, máy chạy êm của hãng Sharp. Vâng, chiếc 10 nít như chiếc Sharp trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây là hai chiếc 188 và 189.
Những chiếc máy 10 nít thì nó tương đương với 12 đến 14 nít của những chiếc máy khác nhé. Và hai máy này được sử dụng điện 100V. Vâng, chiếc máy này thì cửa hàng cũng đã test và đầy nước, cửa hàng chưa kịp đổ đi đây. Vâng đây nhá, có hai chế độ này, hai chế độ ở phía trước đây. Gạt như thế này thì là lớp nóng sẽ thổi ra phía trước và phía sau máy này. Nếu quý khách hàng mà mùa kia thì quý khách hàng chỉ cần kéo lên đây thì nó sẽ ra lớp mát, rất là tiện dụng. Và những chiếc máy này thì được những vị khách hàng tại Hà Nội, những phòng nhỏ thì các bác rất là thích dùng những chiếc máy như chiếc vali này, bởi vì trên Hà Nội thì nhiều gia đình có phòng rất là nhỏ và gọn. Vâng, giá thành thì lại rẻ hơn những chiếc máy khác. Tay quay thì rất là khó. Vâng, nước thì đã đầy đây rồi. Vâng, quý khách hàng nhìn thấy chưa? Vâng, sản phẩm về với cửa hàng thì cửa hàng cũng đã bóc và test thử luôn. Những sản phẩm thì rất là tốt và hiệu quả luôn. Phòng thì khô thoáng và sạch sẽ. Khi đầy nước, quý khách hàng có thể rút ra, đổ đi, quay vào lắp lại chạy ok. Và những chiếc máy này thì tương đương với 12 đến 14 lít của những chiếc máy khác nhé. Vâng, đây là những chiếc máy được sử dụng điện 100V. Tiếp theo về với cửa hàng thì được hai chiếc máy có dung tích hút lớn hơn nhưng lại được sử dụng điện 220V. Thì ngày hôm nay về với cửa hàng được hai chiếc 190, 191. Thì hai chiếc máy này đều có dung tích là trên 20 lít. Vâng, chiếc 190 thì được sử dụng điện 220V và hút được 20 lít trên một ngày. Nhưng những chiếc máy này thì cũng rất là quen thuộc với cửa hàng rồi. Chiếc máy 191 được sử dụng điện 220V. Và duy nhất chiếc này thì cửa hàng cũng đã test thử trong buổi chiều khi hàng về rồi. Chiếc bên này thì cửa hàng chưa test đâu. Vâng, nước đầy thì máy cũng ngừng hoạt động luôn. Rất là ok. Vâng, mỗi một phòng cửa hàng cũng bật đến hai chiếc máy, nhưng ngày hôm nay thì chỉ còn duy nhất một chiếc máy 145. Và cửa hàng cũng không bán để sử dụng luôn tại không gian để đảm bảo vệ những thiết bị bên cửa hàng. Vâng, bên cửa hàng thì còn rất nhiều những sản phẩm audio nên cửa hàng cũng muốn để lại một chiếc. Nhiều vị khách hàng cũng đã liên hệ muốn đặt sản phẩm nhưng cửa hàng cũng không bán chiếc này để sử dụng luôn, để cho tất cả các thiết bị audio được đảm bảo. Vâng, vậy ngày hôm nay thì cửa hàng có về được 4 chiếc máy 188, 189 và 190, 191. Chiếc 145 thì vẫn có tại cửa hàng rồi. Cửa hàng liên tục tại không gian này, lúc nào cũng phải bật một chiếc. Và cửa hàng cũng đã test chiếc này rồi, nước cũng vẫn đầy luôn. Vâng, nước đầy luôn nhé. Vâng, sau clip thông báo hàng về thì cửa hàng vẫn lại cắm đến 2-3 chiếc để test thử luôn cho quý khách hàng mà có nhu cầu đặt hàng. Ngày mai chỉ được đóng hàng đi thôi. Vâng, âm thanh Đức Hạnh cũng xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ngày mai thì tiếp tục những chiếc máy hút ẩm về với cửa hàng có đủ các dung tích từ thấp đến cao và từ cao xuống thấp. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.